rồi hy vọng vẫn mong manh. Có một ngày ba bỗng trở về trước ngõ, mà vẫn chờ ba trở về. Dẫu giờ đây đôi mắt nhìn không tỏ, vẫn ngóng một ngày ôm lại người thương. Ôi 50 năm rồi mà vẫn sống trong mơ. Người chồng yêu thương sẽ một ngày trở về với mà. Ba ra đi khi tuổi con trẻ, chắc rong ruổi nơi nào chưa trở lại quê hương. Mà vẫn chờ ba về bao ấp ủ yêu thương. Cứ nói ba bây sẽ về, chắc vì con bận việc tàu tiền người đi nên tàu vẫn biết. Ba của bây sẽ về chắc chắn một ngày thôi. Mà vẫn chờ ba như vậy đó ba ơi. Sau mấy chục năm rồi ba đã thành dũng sĩ, tổ quốc ghi danh người anh hùng liệt sĩ. Đứng trước bàn thờ mà vẫn hy vọng thấy ba. Mấy chục năm rồi hy vọng vẫn mong manh. Người chồng yêu thương sẽ trở về bên mà. Nhớ thương ba đã cạn khô dòng lệ, tấm lưng gầy còm vẫn dõi phía trời xa. Rồi một ngày mà cũng phải đi xa, trước khi rời cõi trần mà sẽ vẫn còn nói nhỏ. Nếu xuống đây tìm được ba bây đâu đó, mà sẽ rủ ba cùng về thăm lại nơi xưa. Chờ ba như vậy đó ba ơi. Dẫu mấy chục năm rồi ba đã thành dũng sĩ, tổ quốc ghi danh người anh hùng liệt sĩ. Đứng trước bàn thờ mà vẫn hy vọng thấy ba. Mấy chục năm rồi hy vọng vẫn mong manh. Người chồng yêu thương sẽ trở về bên mà. Nhớ thương ba đã cạn khô dòng lệ, tấm lưng gầy còm vẫn dõi phía trời xa. Rồi một ngày mà cũng phải đi xa, trước khi rời cõi trần mà sẽ vẫn còn nói nhỏ. Nếu xuống đây tìm được ba bây đâu đó, mà sẽ rủ ba cùng về thăm lại nơi xưa. Nếu xuống đây tìm được ba bây đâu đó, mà sẽ rủ ba cùng về thăm lại
nơi xưa.